chúng ta bắt đầu nhé. Rồi trước khi con cái chương mới thì cái hàng của ngày hôm nay á, thì con nhắc lại cái slide tuần trước nha, bởi vì nó liên hệ với cái bài thực hành chiều nay của chúng ta lắm nha. Đó là đọc dữ liệu từ một cái file đúng không? Thì đầu tiên thì mình phải xác định các vị trí các cái file. Thì ở đây có cái hàng hay gọi là cái lệnh liên hàng mà đang đứng cài đặt một lệnh để chúng ta có sẵn rồi, có sẵn trong cái giai đoạn của các bạn không? Nó tích hợp sẵn trong giai đoạn. Còn khi có cái hàng tức là nó được ai đó cài đặt trước, và nếu không có thì có khi chúng ta phải install cho ta thêm. Giờ có cái lệnh là mình có mặc định nó có sẵn trong cái giai đoạn cài đặt là có luôn. Các bạn hiểu cái này khác nhau không? Giống như khi mình cài những cái hạt video đó thì nó có sẵn gì? File Explorer đúng không? Internet Explorer đúng không? Đó. Còn nếu chúng ta muốn cài cái phần mềm khác thì chúng ta tự cài thêm. Còn nếu chúng ta gọi đó là cái nào thì mặc định khả năng là thì chúng ta phải cài thêm. Còn lệnh tức là nó mặc định nằm sẵn trong mô hình giai đoạn đầu thì lệnh này là dạng như vậy, nó có sẵn luôn luôn có sẵn cài cái phần sau đó là các bạn không có dùng thì là cũng nghĩa là nó sẽ trong một người rồi. Thì có ba cái chữ cái đầu tiên là số, có nghĩa là đăng đúng không? Hai chữ cái tiếp theo là build, các bạn nhớ nó là cái gì? Các cái gì? Build và build thiết lập cái cài đặt cái gì đây? Build build đó của mình đang là tập cái này mình sẽ nhớ cái này là gì, đường dẫn đúng không? Đường dẫn tới đâu? Nhìn tới đây là cái file này là gì? Có phải là cái file không? Không phải là cái file của mình đúng không? Mà nói lại là cái file này là gì? Đường dẫn được cái file là được không? Các folder và cái chuyện gì là thứ một thì cái từ đó người ta cũng sẽ gọi là folder và gọi là directory. Điểm từ directory đó thì cái đi cái đây chính là directory. Còn cái kia có cái gì đâu? Nó nghĩa là thiết lập thư mục, thư mục gì đó đó nữa cái tên đấy thì được mất đi đã bị cha nó mặc định á, mở cái đó ra thì nó sẽ có một cái thư mục nó đang ở trong dưới mình đi à, một cái số gì mà nó tới cái máy thì nó bạn đang ở đây nè, các bạn nhớ không? Nó bạn đang ở đây nhớ tận này bạn đang ở cái đó bạn đang ở đây nè. Đúng không? Là những cái file nào mà chúng ta chỉ lưu giữ mặt hình thì nó làm lại cái gì với mặt hình, cái folder này dành riêng cho nó. Vì cái lệnh này giúp chúng ta thiết lập lại cái folder hiện tại đang làm việc của và tham số dĩ nhiên mà cái thư mục của chúng ta cũng có đặt lên. Rồi, có thể trước khi chúng ta muốn thiết lập chúng ta xem được cái hiện tại thì working directory của khu vực này là nó đã ở đâu đúng không? Thì chúng ta cần cái lệnh get với wd thì nó sẽ nhắc về là mình đã ra bạn đang ở cái working directory, tức là cái file nó đã ở hoặc là nó trong công cụ hay rồi thì mặc định nó thực hiện ở đâu. Thì khi cài đặt Windows đầu đúng không? Thì thường thường thì các bạn thì các bạn download về thì mặc định các bạn có thư mục download ở trong cái bài nhập khẩu video của mình không ạ? Cũng cần những cái dạng như vậy. Nếu chúng ta không biết hiện tại cái mục tiêu nào ở mục tiêu nào để chúng ta ghi ghép, nếu chúng ta thiết lập những thay đổi của cái chữ hạn thì chúng ta sẽ được chưa? Nhớ chưa? Đây là ví dụ. Cái này là cái lệnh thì chúng ta thấy mặc định thì cái
dấu nó đợi lệnh đúng không? Thì nó là cái dấu lớn hơn, nó nản chờ để gọi là tạo tiền dần. Nó là thấy không? Bây giờ chúng ta muốn cái lên quá đúng không? Chúng ta có thêm cái ký tự nào đó khác cái trước cho một nhìn một cái dấu nháy là dấu lớn hơn. Nó ngắn quá không? Nó không gây được sự chú ý của mình. Mà thì không? Thì đổi cái đó thì có cái lệnh là wrong answer option. Thì chọn mở hoặc đóng hoặc tham số có lớp wrong là dấu nhắc được lệnh, không đợi lệnh. Trong này muốn nó là cái gì thì mình gọi là dạ, muốn thực hiện xong thì bây giờ cái dấu lệnh của chúng ta nó là không phải là cái dấu lớn mà là cái dấu lệnh luôn cổ vỏ trắng dạ nhau. Và từ này là khi chúng ta mở ra thì chúng ta thấy cái dấu lệnh nghĩa này không còn là dấu lệnh mà nó sẽ là theo cái thức mà chúng ta mong muốn. Rồi tương tự như vậy chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái option rồi, cái này là chúng ta muốn thay đổi này cái cỏ đó phải của trang của chúng ta này chúng ta thay đổi, chúng ta đổi thành ai nha, con thì đi đi nó sẽ hiện thị ai đi trong dấu cái lệnh của mình đó. Thấy không? Rồi chúng ta đâu? À, cái màn hình cần sâu đúng không? Màn hình dấu đợi lệnh đó chúng ta có thể điều chỉnh chiều ngang đúng không? Y của nó là bao nhiêu pixel? Rồi trên bảng số liệu con số là bao nhiêu chữ số thật không ha? Thì có cũng là trong cái lệnh option đúng không? Nhưng mà tham số trường bài là khác. Rồi thì cái phần quan trọng là mình có một cái sai điều gì làm sao để làm để show ra đây? Cái này đi cũ đúng không? Lúc này thì nhắc lại. Rồi thì chúng ta cũng truyền vào một cái tham số một dấu thông thường. Các bạn biết tại sao truyền một cái tham số để xuống dưới thì được nhập hơn cái này là cái cấu trúc đúng không? Một cái biến số này nó luôn giá trị là một chủ với nhập là chủ này là một cường chữ cái chủ á. File này là cơ đồ. File này là cái referent. Mình đọc cái tôi, cái tôi có cái tôi có cái tôi sai. Vậy nó cứ dùng dẫn cái file này. Rồi sau đó chúng ta lại một cái tham số, một cái biến số nữa, biến số thực hiện cái hàm gì, đọc và kết quả đọc như là một cái bản gọi là rít, là một kết quả đường lệnh của bản và cái file đó là gì? File đó có sự kiện có cái này. Nếu mà chúng ta lên hai ba cái điều kiện trên này không có điều kiện thì video này dưới này chúng ta sẽ đi áp lực từ những dài nhất rồi đó. Vì tôi nghĩ chúng ta rất là dài, nó có gì cũng phải như vậy. Thì thay vì đó chúng ta tắt video này, chúng ta sẽ có video này, dưới này chúng ta sẽ có video này, và đây thì mặt cũng có tương đương của cả một cái điều kiện dài. Nó nếu kéo xuống này nó sẽ dài, nó sẽ kéo xuống này, khi nó khó gì thì sẽ phải như có gì bạn có, nó vụ lại cái sọ tiên mắt, nó rước lo dòng. Các bạn biết cái gì cái giải phóng này không ngồi vô luôn. Nó có cúp thì người ta như thế này. Đánh bỏ rồi. Hết cái mặt của chung là sao? Thì thường thường mỗi file như vậy là cái xe của có lúc đó cái tay của nó có cái dòng đầu tiên lúc phải là dữ liệu của bạn vô đi có dòng đầu tiên không phải là dữ liệu mà nó chỉ là cái hacker có nghĩa là cái tiêu đề thôi. Nếu có thì chúng cái này làm sao để chúng ta không được chỉnh sửa được cái bỏ in xì giống như vậy á, nó bỏ in xì cái từ khóa của nó như vậy các bạn, giống như cái từ này hết giống như bắt được cái bỏ đúng chứ không có sai gì cả, mà chỉ qua nó khác như các bạn, chỉ qua là các bạn bởi vì như vậy là không bị chỉ qua là được, nhớ không? Tôi nghĩ in xì nha, rồi xem chúng ta có cái gì thì đây là cái cấu trúc của cái file này. Thì làm sao để biết các bạn có một cô muốn dẫn các bạn mở cái đó quá đúng không? Một cái file này, ví dụ các bạn có thể thấy được cái cách, cái dấu cách giữa các cái dữ liệu trong cái file CSV này là khoảng trắng, chấm phẩy hay có phẩy vân vân. Tại cái trường hợp này, cái file này nó cái separator nó là trong phẩy. Và đây cũng tham số cái hàm là cái table viết cái gì không được sai xê liệt cái từ nào cả tham số file là cái điều kiện của cái file đó rồi tham
làm cho chúng ta một xem mình bảo cho nó biết là nó có cái vật hay rồi không, để cho đầu tiên chúng chuyển là hay là công việc nếu là công việc là chúng ta rồi cũng giống tắt của dữ liệu của trong file này. Rồi sau thì chúng ta sẽ đã có thông tin rồi đúng không? Chúng ta có thông tin rồi, thông tin rồi bây giờ chúng ta là cái gì chúng ta bán được cái dòng cho bộ đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng cái hàm. Cái này gọi là hàm trong cái lệnh nó hơi bị nó nặng. Rồi nó làm ra cái xe bộ này. Hết có nghĩa là cái đầu thì nó có nghĩa là một cái bản như vậy chúng ta sẽ lấy lại lần đầu của anh. Và bạn đừng có nói cho cái thầu hết thì như nó sẽ lấy lần. À, còn nếu cũng chuyện gì tiếp muốn lấy cái dấu đầu bao nhiêu dòng thì chúng ta đều có tham số thêm cái phải của cái số đây. Chứ còn mặt đường nó sẽ trở về cái khả năng của chúng ta được. Thì đây, giả sử trường hợp này như vậy thôi. Thì chúng ta có dữ liệu ở đây. Một hai ba cái dòng đầu tiên và cái dòng của nó không hiển thị thì chúng ta biết được có bao nhiêu dòng ở đây. Ra rồi đây là dòng của đây thôi. Đây đúng không? Rồi giá này, rồi cái nguồn gốc ở đâu này, rồi độ ngọt này, thành cái ingredient có nghĩa là cái ngọt nó chiếm bao nhiêu này, con số bao nhiêu axit này, màu này, và hỗn hợp đó, và các cái tiêu chí của nó trong cái chuyện này chúng ta có nhớ dùng lệnh grid trong table nha. Rồi rồi bây giờ nói tới hai cái phép hiệu RIT trên chữ R và RIT gạch dưới DELINE ha, DELINE ha. Thì đây library RIT R sau tất cả các thì chúng ta phải dùng được mọi library này là thành phố chúng ta làm gì đúng không? Cả đặt cái library nào của library mở một tên đi không? Còn nếu muốn tìm hiểu bản library này nó có việc gì ta sẽ biết có mọi thứ của bạn nhớ không? Thì cái mạng đúng không? Hoặc là library thì nó sẽ hiện hiện ra những cái web browser nói về thông tin vị trí cái giải hàm hay library đó là cái gì ha? Thì trường hợp này người ta vẫn dùng URL đúng không? À, không đúng rồi. URL để mà người ta dùng cái đường dẫn của cái file. Rồi, và trong cái tổng này á, bởi vì nó khác cái thứ bảy cho nên người ta nhìn là hai đúng không? Thì nó không tiện thì nó không giống hết. Rồi, read, link, file, thì cái cấu trúc này thì chúng ta biết được là cái mô tả của nó của từng từng cột cái cột này kiểu là integer của phân tích này kiểu là ký tự kiểu giá trị kiểu thập phân đúng không? Kiểu ký tự rồi, rồi đây là trường hợp nó hiển thị cho chúng ta dữ liệu ở đây, các bạn thấy nó hiển thị chúng ta đầy đủ luôn, nó đầy đủ không chấm chấm chấm, không có đầy đủ một số thôi. Okay. Rồi bây giờ nói tới lúc nãy là nói tới cái hàm rất là lớn đúng không? Thì bây giờ nói tới là S, rồi có nghĩa là S nặng và cũng sẽ gọi là S rít. Lúc nãy là RIT-R là đằng sau đúng không? Library RIT-R. Nói chung là có khá nhiều á. Chúng ta phải chúng ta có ba cách đúng không?
Cài thêm thư viện đúng không? Có sẵn rồi. Rồi đó là file CQS. Rồi còn dạng Excel, Excel là chúng ta quen rồi đúng không? Thì nó là có cái cấu trúc là cái ô, đúng không? Có cái định vị, cột và dòng. Dòng thì nó đánh số, số ký tự khoa 4 thôi. Còn cột thì nó theo bảng chữ cái đúng không? A, B, C, D, đến C, rồi sau đó là A, đúng không các bạn? B, đúng không? Có lúc nào các bạn mở cái tài liệu nào nó dài quá bảng chữ cái không? Có không? Thì nó đến C xong rồi A lại đúng không? Cái cổ của nó chưa gặp hả? Cũng có gặp một số trường hợp cái dữ liệu nó dài nhiều cổ quá, 3-4 cái cổ ví dụ vậy, năm mấy cổ bắt đầu là nó phải nhảy qua tiếp theo. Rồi thì trường hợp đó file Excel như thế nào? Cái này là CV nha. File Excel thì chúng ta dùng cái Nếu mà nó là file Excel thì chúng ta sẽ dùng cái là cái file Excel đúng không? Chúng ta gọi ra cái hàm read Excel. Còn nếu nó là CSV thì chúng ta có ba hàm. Cái này là bài đặt ra đúng không? Còn cái này trên này là cái cách đi các bạn.
Trên này là các nhà có các tài, các ba, có là đứa bộ, đứa hai, đứa ba, các cháu đúng không? Có nghĩa là cái tài ba sinh viên nó phải dùng cái này là đường hò, dùng cái này là đường hò, dùng một, các bạn có là to, còn cái này là em. Các bạn hiểu không? Đối với sai sinh viên thì chúng ta phải bỏ trở lại, rồi cái này là được rồi. Là cái này là được rồi, là cái này là được rồi, là cái này còn cái xe là chúng ta phải một, hai, ba. Còn nếu chúng ta đã có sẵn khai rồi, thì có được cái khổ của họ, chúng ta sẽ nhảy qua ba lần. Nhưng mà nếu có cả một hai thì chúng ta phải đó là à, sẽ có không luôn. Cái chuyện này nha. Đó là cái cách chúng ta vui lưu lưu ý và ghi nhớ đó. Nếu là file CC có những option như vậy, nếu là file CC thì có tương tự như vậy. Nếu chúng ta có sẵn file rồi thì có hỏi tờ đúng không? Rồi chúng ta đây có sẵn rồi thì hỏi cái càng gần nó như thế nào, nó sau thì sao thì có cái CC nó sẽ khác nhau. Giả sử đó có file CC của các bạn có cái CC rồi nó sẽ có lỗi các bạn nhé. Nhưng mà cũng không phải nhau mà. Ok, rồi tương tự như vậy. Cái này chúng ta gọi là không không có đặt được. Đó lý do người ta sẽ tách ra, còn nếu không thì người ta đặt luôn. Nó tách ra là gì? Thấy không? Rồi, tiếp theo là tách ra là tiếp theo là đây là cái hàm. Họ bán cho chị thì sao? Còn đây là tiếp theo là nghĩa là nó tách cái hàm này rồi. Nghĩa là CC là cái dạng dữ liệu mà cũng như là nó được hỗ trợ sẵn trong một giai đoạn dùng chung cho những cái có tương tự file tương tự hơn. Và nó có nhiều option ha, dĩ nhiên phải có lý do tại sao người ta lại phát triển thêm những cái library đó ha. Rồi bây giờ nói tới error đây ha. Hôm trước nói rồi đấy, bây giờ mình muốn hỏi bởi vì mấy cái này nè, cô biết là đối với các bạn nó mới mẻ. Rồi error đây cho hả? Đấy rồi, các bạn có một xe kia như trong SLS hay là giống như SLS hay không mà đúng không? SLS có một cái lỗ của mình thì nó sai mà nó đặt cái chữ ta không được error thôi, nó không tên tên file sau đó chấm và tên ở đây là cái dạng mà mình muốn dữ liệu của nó chúng ta cũng luôn vì cái hạn dữ liệu thì nó sẽ cho chúng ta là tôi là error đen thôi. Các bạn hiểu không? Ngôn ngữ riêng của nó phát triển riêng để nó tự hiểu. Đây là cái trường hợp mình luôn instrumental là gì? Instrumental là cái gì cũng được đặt ở cái dạng CSV đúng không? Nó đặt ở cái table đúng không? Nhớ không? Như vậy thì nó và bây giờ chúng ta đọc được từ một cái file có nghĩa là mình dạng CSV đi nó xem nó qua rồi bây giờ chúng ta đọc được chúng ta có một cái file được là một ký số trong cái lệnh mà chúng ta thực hiện cái hiệu lệnh đó. Ở đó, ở lúc đó chúng ta có một cái cấu trúc này mà chúng ta tăng xuống lưu cấu trúc đó ra thì dạng file các bạn đúng không? Ha? Thì chúng ta gọi cái lệnh xe để lưu cấu trúc vào đâu? Thôi chỗ nào chúng ta muốn có tên với nó cũng không và dĩ nhiên lưu thì chúng ta sẽ là tên rồi đây thì nó ổn thưởng nhanh nhất chúng ta có một bài đó rồi đó là khi đến cái lệnh xe lưu có error hay mờ là mình luôn đúng không? Chúng ta phải hiểu nó là error mờ nữa. Thì mình muốn cho nên cho nó không phải là nó số cái thẻ của cái bi thẻ của chúng ta đâu đâu là sao? Nó số tạm thời cái môi trường là error của chúng ta có thể được khỏi nhưng mà không tin nó đã được lưu vào cái file này cái môi trường trên rồi các bạn hiểu không? Lưu vào đây rồi sau đó chúng ta xóa lại sẽ xóa thì nhớ hiện tại nó là cái không biến động bởi vì nó biến thì cái xe thì mình giữ nó đúng không? Đúng không? Rồi rồi từ sau đó sao? Mở hết từ bên trong ra thì sao? Nó có hết cái gì? Đúng không?
dùng cái hàm đó lôi rồi sau đó chúng ta mở ra và chúng ta gõ cái lệnh hết tomato hay tomato thì hiểu điều đó hiểu không? Hiểu ý của một viên cái kịch bản của ví dụ này là người ta một viên có một cái channel mà có cái biến rõ ràng rồi như là tomato là lương và cái file hoặc là của cái đầu data và dùng cái hàm C sau đó người ta tiếp thu mấy trường người ta giải phóng được nhớ nó như bây giờ nó bị đóng rộng hay là bị rút như vậy cho nên người ta mở ra xem dòng ảnh đọc đầu tiên như sau không có gì hết nhớ không rồi sau đó người ta mở ra cái file mà người ta đã lưu trên này đúng không rồi và trong cái file này nó chứa cái gì chứa cái gì chúng ta cho người ta đã lưu trên này cho nên người ta bây giờ chúng tôi gọi là tomato sao hiểu được không? Thì nó là cái kẻ của người ta đó là cái thao tác trong một cái cô là xe luôn có lót này có bị mô rồi bây giờ với câu hỏi ví dụ người ta nói là chúng ta tạo random dữ liệu đúng không? Thao tác mà ví dụ n đi người ta gán cho giá trị 20, r là một cái chuỗi số đúng không? Dãy số thì đúng không? Dãy số không có người gọi là dãy số từ một cái 10 đúng không? 1, 2, 10 là chúng ta sẽ có 10 số dãy số 10 số đúng không các bạn? Nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đó. Thì bây giờ chúng ta gộp hai cái biến nó lại để tạo ra một cái demo frame tức là một cái table và nó lưu về biến w thì các bạn quan sát cách nó kết hợp với nhau này n nó có giá trị 20 đúng không còn cái r thì nó sẽ là 10 số từ 1 đến 10 thì đây r thì có n thì có một số 20 nhưng r nó có một số 7 sau đó tổ hợp lại đúng không ạ tổ hợp lại được n rồi có nghĩa là n đây là 20 đó là nó sẽ nằm trên cái bộ giá trị của nó nằm trên bộ đầu tiên n thì nó là giá trị nằm trên bộ thứ hai thì nó sẽ là tổ hợp lại ví dụ phần tử đầu tiên của r nó là 1 phần tử đầu tiên của n là 20 đúng không rồi phần tử thứ hai của r là hai rất dài đến mười nhưng mà n thì cái số 20 bắt được số 20 nó sẽ lặp lại và lặp lại thì nó bị đủ vị trí của tất cả mười dòng với n thành như mong bởi vì các tổ hợp này nó không có như vậy nó không có tương xứng với nhau thì b thì có một phần tử b có một phần tử b thì khi tổ hợp lại đúng không mỗi cái giá trị này là một bằng cái cổ cái này có một giá trị trong cổ cái này nó có những người giá trị thì những cái cửa đóng người ta sẽ lọc lại nó cũng không có lọc lại lọc lại hiểu không? Bây giờ các bạn có cũng giả sử n này 20 thì con giảm lên số là số 5 thì chẳng hạn thì trường hợp này nó sẽ như thế nào thì nó sẽ lọc lại 25, 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
thì số 2 nó sẽ được gọi là một lần, nhưng số 5 nó sẽ được gọi là một lần. Thấy không? Thì nó sẽ theo cái mô tích như vậy ha. Nghĩa là cái style, cái cách thức như vậy để tạo cái sự tổ hợp. Và đây là cái cách mà ngôn ngữ R nó ngầm định, nó đã lập thành sẵn cho mình rồi, mình hiểu được cái quy tắc của nó à, để mình xài, mình cần. Có khi mình cần tạo một cái frame hay là một cái table có sẵn để mà thao tác trên đó làm ví dụ thôi, đúng không? Các bạn hiểu không? Không cần phải chi tiết cụ thể là giá trị bao nhiêu, vân vân. Nếu cần chi tiết giá trị bao nhiêu thì chúng ta đã load ra một cái file rồi, từ file đó tùy CSV hay Excel, đúng không? Còn nếu chúng ta chỉ cần dữ liệu demo chung chung có số là được rồi, thì có khi chúng ta lại làm theo kiểu này. Các bạn nhớ lúc nãy cái hàm save này. Chúng ta đã cập cái này đúng không? Lúc
đây nó tính là cái data table là comment thôi đúng không? Rồi tên đường dẫn đổi được nó thì bây giờ cứ tưởng như vậy. Nếu chúng ta đưa vào ba cái tham số này thì n p là ba tham số ví dụ tên đưa về cái cấu trúc cái file là hơn cái đồ giống như đây là có nghĩa là trong cái file chúng ta đang có thể tạo hơn cái đồ cái rồi đây là chúng ta có số ba ba như thế này n p gọi là sau này chúng ta mở file ra chúng ta thì gọi là ra những gì thì n là cái gì r ra cái gì r là cái gì các bạn thấy không tương đương ra thì tương đương là cái gì n là số 20 đúng không r là số 1 đến số 10 và rất liên là có một hợp của hai đó một cái gen trong phần của cái data frame. Rồi chúng ta lưu xong chúng ta để vô đi thì tự nhiên gọi ra bây giờ đã có điều bây giờ chúng ta sẽ nói không được phải thì chúng ta hiểu gì thì tất cả về hệ thống thông tin của chúng ta. Vậy cái cấu trúc của cái mặt xem này rất là hay các bạn á. Đúng không? Chúng ta cũng lưu vào nhiều giá trị các biến số và điều kiện chúng ta cũng đặt cái phải đúng không? Sau đó tên điều kiện của nó để lưu vào cái sau đó chúng ta dùng mặt lót để lót cái file ra thì chúng ta có thể dùng tất cả những cái biến số và trong cái file chúng ta lưu vào để lưu vào đây thôi. Đúng không? Rất là nhanh gọn. Giả sử chúng ta lập trình đơn một cái phần đó mà chúng ta không có thời gian để lập trình tiếp chúng ta cũng lưu giá trị của những biến số tại thời điểm hiện tại. Các bạn hiểu không? Chúng ta chỉ cần làm xem này. Chúng ta chỉ kê những cái biến số chúng ta cần lưu mà lưu vào file nào để khai báo và kéo lên cái file này. Và lần sau chúng ta chỉ cần lót lại cái file đó để chúng ta có lại đúng những biến số mới tên của bản thân chúng ta. Các bạn hiểu không? Thì chúng ta liên hệ với còn lập trình và cái tư duy chúng ta thì cũng là cái phần này nó hay và chưa được chúng ta chứng tỏ. Thì có khi là thường thì sao mà có đó mình dừng lại là sao cửa sau bỏ máy lên thì sao nó hết luôn mình còn biết số như vậy chúng ta là từng chiếc các bạn biết không như thì đây là cái phần mà khách hàng nhưng mà nó bị hỗ trợ trong cái lập trình như này mà còn ngược lại ra những cái dạng file thì hai cái điểm này là sử dụng để người ta vận chuyển file từ hệ thống này sang hệ thống khác từ cái nhóm nghiên cứu này qua nhóm nghiên cứu khác. Và đây là một quan sát khá. Thì đây là những cái khác biệt và khác biệt và hai của ngôn ngữ R. Cái này file thần không có các bạn. File thần không có cái này nhá. File thần không có cái kiểu mà R data cái kiểu mà lưu biến số theo kiểu như thế này. Rồi bây giờ nói tới hiển thị dữ liệu đúng không? Thì nó có tới cái hàm là cái xin lỗi package là ggplot2 à, từ đây ví dụ đây là data diamond đưa ra sau đó chúng ta sẽ nói tới một cái hình dạng nữa là json cái này để nói qua chắc là skip qua đây làm cho các bạn thêm rối thì nếu có thì các bạn nhớ có một cái dạng định là JSON và nếu JSON này thì nó có cái cấu trúc language riêng của nó là JSON online online là phiên bản rút gọn á. Cô sẽ kể một cái đường trên này. JSON này là chúng ta dùng như là JSON là rồi chúng ta sẽ dùng là from version from JSON. From JSON.
được chưa? Các bạn có những cái gì mà không có mà đi bản là chúng ta có ba cái dạng file JSON, CSV, Excel đúng không? Mình tương đương ba dạng mỗi dạng file như vậy có cái library đặc trưng cho nó, có cái lệnh của nó. Và ngoài ra đã biết trong R thì có R thì có dạng là R đây là chỗ chúng ta được định tên rõ tên số tham số này. À, một cái biến số này cũng đã có dữ liệu luôn rồi, ta muốn lưu giá trị của những biến số đó lại. Thì chúng ta dùng cái hàm xe để danh sách những biến số đó không phải cái tên của chúng ta chúng ta lưu để cần một cái là biến số đó sau đó chúng gọi lại đấy họ thì chúng ta dùng hàm đó rồi. Rồi bây giờ có cái phần này sẽ đọc dữ liệu từ máy tính. À, thì đầu tiên là người ta muốn ngắn gọn, nhanh nhanh cái hoạt động viên thương vụ hiện tại là nó nằm ở phía nhưng một data trong analyst trong phía của cái xe đúng không? Thì người ta sẽ dùng cái hàm nữa là rich CSV là vừa gọi bây giờ là rich CSV thấy nó rất là nhiều đúng không? Bài tập 5CSV chúng ta có một cái cách nữa là RIC-CSV. Và cái này thì CSV thì người ta nói nó dành trong trường hợp là đọc dữ liệu từ máy tính local từ máy tính. Các bạn thử xem trả cho nó cái URL được không? Tùy ha. Thì trường hợp này thì sao? Tại sao người ta nói từ máy tính? Bởi vì cái tham số vào return CSV thì sao? Các bạn thấy người ta truyền vào tên cái file nó không qua CSV. Tại sao mà mình không có cái quốc đi directory của nó, người ta đã có tới bốn cái folder của cái tên file này luôn. Cho nên khi gọi đây, thì gọi tên file có thể được dựng dài, được URL, được dựng. Các bạn hiểu không? Nên là cái đó là cái cách để ta thích ngắn cho thì nó dễ thì chúng ta sẽ tiếp cận rồi. Rồi bây giờ mới vẽ đồ thị này. Nói chung cái nội dung của chương này tuần trước cũng khá hay và khó cho nên lặp đi lặp lại rồi các bạn. Tuần trước chúng ta đo qua một lần rồi đúng không? Thì bây giờ cô nói nhắc lại lần tiếp theo. Thì có hai cái hình thức là chúng ta vẽ một cách cơ bản đúng không? Basic graphic là những cái hàm nó có sẵn trong cái thư viện Base rồi. Hay là chúng ta dùng cái library ggplot, cái này cái tên người ta đặt ra thôi ha. Cái người mình người ta viết ra cái hàm này, anh có cái library này các bạn hiểu không? Ggplot2 thì nhiên sẽ có một, có hoặc hai thì có một cái gì đó rồi. Rồi bây giờ người ta cài đặt cái library này ggplot2, các bạn nhớ để quen anh gg hay ggplot2. Rồi và người ta lấy data diamond, data diamond có nghĩa là cái hàm data nó sẽ lấy ra cái thư cái dữ liệu có sẵn nó tên là daemon, nó có sẵn cài đặt tích hợp sẵn trong ngôn ngữ R rồi, hiểu không? Nó lấy ra sẵn. Còn bình thường thì chúng ta phải đọc từ một cái file CSV hay là Excel đúng không, chứ đâu có sẵn đâu. Thì trường hợp này chúng ta dùng
dùng cái có sẵn, tích hợp có sẵn của R, à, ví dụ đây tên của kia dữ liệu đó là Diamond ha, và chúng ta mở ra xem năm hết hả, hết ở đây nó cho sao 6 luôn hả, 6 cái dòng dữ liệu đầu tiên của cái table này, dữ liệu này có các cột đúng không, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cột ha. Rồi, rồi sau đó chúng ta dùng cái histogram cơ bản, có nghĩa là hiển thị thì chúng ta không cài đặt cái gì hết, thì đây chúng ta sẽ cái hàm là histogram, nó viết tắt của cái từ histogram này nó sẽ là hist, ngang tới đây chữ O từ phía sau trở đi là người ta bỏ, người ta lấy cái bốn cái từ đầu thôi của từ histogram. Thì diamond carat là cái cột đúng không? Diamond này có cái cột tên là carat không, đo cái cột này tên là carat. Thì cái diamond là tên của cả cái table và cái cột thì nó cách nhau bởi cái dấu đô la, hiểu không? Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ cái bảng diamond và cái cột là carat, thì ở giữa đó chúng ta sẽ có dấu đô la nằm giữa, đúng không? Rồi, và chúng ta sẽ cái main, tham số main tức là cái title đúng không, hiển thị của cái hình vẽ này là gì, vì đây chúng ta ghi là carastora có nghĩa nội dung thì chúng ta có thể hoàn toàn thay đổi được này. Rồi chúng ta xem cái x là cái trục ngang đúng không, trục x á, của nó có cái label, lab này là viết tắt của label, tức là cái nhãn thông tin trên cái trục x á là cái chữ carat, chúng ta muốn đổi thì chỉnh ở đây ha. Thì đây là kết quả của chúng ta, đúng không? Tên của đây, carat history, tên của nó biểu đồ này. Rồi trục x thì nó tên là carat đúng không? Trục đây, trục x là carat đúng không? Này, cái label của carat thì đây là thông tin người ta hiển thị cho cái cột dữ liệu này. Thì các bạn biết rồi, cái trục mà đứng này luôn luôn là cái số đếm đúng không? Cái đếm frequency là đếm được bao nhiêu lần, thì các bạn thấy tụi trước cô có nói qua những cái viên kim cương đúng không? Mà ở carat mà dưới 0.5 đúng không? Đây dưới 0.5 là nó chiếm nhiều nhất đúng không? Đa số là kim cương là dưới 0.5. Bắt đầu lên từ 0.5 cho đến 1 thì nó cũng nhiều, cũng vẫn còn rất là nhiều. Rồi đến từ 1 đến 1.5 thì bắt đầu nó có giảm xuống khoảng 1/3 này, nó còn 2/3 này so với dưới 1. Rồi đến mà từ 1.5 đến 2 bắt đầu nó giảm đáng kể luôn. Có nghĩa là cái số những cái kim cương thực tế ở bên ngoài khi người ta khảo sát thì nếu mà nó đạt vào carat cỡ quanh 2 thì nó rất là ít, và đến 3 thì hầu như không có luôn. Có nghĩa là ở ngoài thị trường trong cái khảo sát dữ liệu này á, thì người ta thấy đa số những viên kim cương là nó nằm ở cái mức độ carat thấp đúng không, dưới 1 hoặc hay là dưới 2 đúng không, còn tới 3 là coi như là gần mặt không đúng rồi, 4-5 thì nhiên không có luôn ha. Thì đây là cái cách mà người ta thường cái hàm histogram người ta thường chiếu lên để mà xem cái sự phân bố tần suất tần số vậy, nhiều quý của dữ liệu ha. Thì đây là cái cấu trúc hàm chúng ta lưu ý nha. Cho nên là cái slide của chương số 3 này đọc dữ liệu và vẽ đồ thị nó rất là quan trọng. Các bạn cứ coi như là cái bảo bối của mình giữ lại, và chúng ta muốn xem, thì chúng ta muốn hiển thị dữ liệu của chúng ta dưới dạng histogram thì chúng ta mở slide này chúng ta xem nó có dùng cái hàm nào, tham chiếu đến cái gì ha. Rồi đến plot tức là chúng ta vẽ khi đưa vào cái sự phân bố, thì các bạn thấy mỗi cái hạt kim cương như vậy thì nó sẽ đại diện cho một cái nút tròn ở trên này, hạt kim cương đúng không? Ví dụ hạt kim cương có carat số carat là 3 đúng không? Với giá tương ứng của nó là, ví dụ cô lấy cái nút tròn này chẳng hạn, thì mình chiếu xuống cột x và cột y này, cột x thì nó khoảng cỡ 3 carat và cột y của nó là cỡ 600 đô, 600 thì đơn vị đây là chắc đô la gì đó, ví dụ vậy. Nhưng mà cũng có những hạt kim cương là sao, cũng quanh quẩn 3 carat thôi nhưng mà nó đến rất là cao về cái giá, đúng không? Đúng không? Có khi cả gần 2000
gần 2.000 đô la cho đến cái thấp nhất là chỉ là 600 đô la. Đó là hiểu không? Có nghĩa là cái cara, cái số chỉ số cara nó không phải là chỉ số quyết định về giá. Các bạn hiểu không? Nhìn vào đây người ta đọc được thông tin, rồi người ta cũng thấy được cái sự phân bố nó đen đậm luôn. Các bạn thấy không? Có nghĩa là rất nhiều cái nút đỏ nằm ở đây. Vậy những cái biên khung phân vùng này nó rất nhiều. Độ cara trong khoảng từ quanh quận 2 đến 1 đúng không? Quay trở lại nó rất là nhiều và giá của nó dao động cũng rất là rộng á, từ không gần như là không đúng không, cho đến 15.000 đến 20.000 đúng không? Thì đây là cái cách người ta xem được cái sự phân bố dữ liệu trên cái tọa độ giá trị của nó đây là độ cara và cái giá của kim cương. Nếu chúng ta thay đổi cái tham số trục ngang và trục dọc thì cái thông tin trong này nó sẽ thay đổi ha, phân bố nó khác. Thì cái cách biểu diễn như vậy người ta gọi là block. Các bạn hiểu không? Cái này là block phân bố và tiêu chí là nó nằm ở cả hai cái trục, tham số của nó là trục ngang và trục dọc. Còn cái số ra thì nó trên một cái trục thôi, giá trị nó chỉ nằm một trục. Cái trục trên này nó chính là cái đếm cái số lần xuất hiện mà thôi. Các bạn hiểu không? Nó đếm số lần xuất hiện của cara mà 1 thì bao nhiêu thì nó giống lên số lần frequency này. Còn dưới này nó khác, cái số này là cái giá tiền của nó, price. Cái dữ liệu chúng ta có cái cục price mà đúng không? Đây có cục price này, cục giá này đúng không? Có cục cara này. Nó sẽ lấy hai cái cục này nó đối chiếu. Trục tung, trục hoành đúng không? Thì đó là trường hợp đối với block. Còn histogram thì chỉ cần một cái giá trị thôi. Nó nằm ở ngang. Sau đó cái cục dọc này chính là nó đếm cái số lần xuất hiện tương ứng với cái giá trị tương ứng cục này. Nó đếm. À, thì cho thấy sự phân bố. Còn dưới này, phân bố cái này là mang thật bức tranh tổng quan, nhưng dưới này sẽ có cái sự trừu tượng nó rõ gì đó, nó trực quan nhiều hơn so với trên ha. Rồi bây giờ chúng ta dùng cái ggplot và dùng cái gmomhistol thì các bạn thấy nếu xét cái cạnh nào đó nhìn cái này á thì các bạn sẽ thấy nó tương tự với cái đầu tiên rồi đúng không, cũng hình cột cột như vậy, cũng là tập trung phân bố toàn cái miền cuối này đúng không, cũng là cao, là cũng là đếm nó y xì nhau, nhưng mà bây giờ người ta chia thành những cái phần nhỏ các bạn hiểu không nha. Thì người ta dùng cái này genome histogram, cũng là histogram ở trên đó đó nha. Và cái chiều của chúng ta, chiều x của nó là carat, là cái biến carat ở trong cái diamond đây. Rồi có một dạng nữa là chúng ta đây muốn hiển thị biểu đồ mà dùng cái thư viện ggplot và biểu diễn histo, còn bây giờ muốn hiển thị cái miền đúng không? Miền thì đây là density người ta đã cài đặt sẵn rồi. Chúng ta muốn điền vào cái màu gì đó, ví dụ đây màu xám chúng ta phải mở ra xem cái tham số cho cái geom density này nó có tham số gì, giá trị của từng tham số ra sao để chúng ta chỉnh sửa để mà hiển thị ha. Hay đó là cái cách mà chúng ta hiển thị dưới dạng những cái điểm point, geopoint, thì chúng ta có cái dạng này cũng là trong cái hàm ggplot luôn ha. Rồi bây giờ muốn hiển thị nhưng mà với nhiều màu đúng không thì chúng ta sẽ hiển thị dùng cái này. Rồi tiếp tục là cũng là trên nền tảng đó chúng ta dùng cái faces map, có nghĩa là tương ứng từng cái màu như vậy, những cái màu đây. Đấy, đúng không? Màu tím là G này, đây này. Thì đây là cái cách người ta ở đây là faces map color. Đây là cái tham số ở trong cái ggplot này có cái hàm là faces map. Phân loại theo cái màu rồi các bạn thấy cái hình thù này nó cái độ cong nó khác nhau đúng không? Cái này cho đến nó vuông dài ra thì cái này 1 2 3 4 5 6 7 8
cái phân cụ này thì liên quan tới color. Color thì chúng ta xem mà 7 như vậy giống như là theo 7 cái màu trong 7 sắc cầu vồng đúng không? Đâu rồi, hình như cái cá lúc nãy rồi. Đây, nó có color các bạn thấy không? Cái carat này có nghĩa là viên kim cương nó có màu gì ấy. Hay đúng không? Đó, thì người ta phân bố xem cái gì à, kim cương nó màu gì vậy? E, G, E, vân vân. Đây, cái màu của nó. Đây, cái màu của nó. Vậy các loại kim cương mà nó màu đi á, thì nó có phân bố theo dạng như thế này, nó trải rộng từ carat từ 0 cho đến bao nhiêu luôn đúng không? Đó. Và cái này với giá có nghĩa là cái màu sắc nó không quyết định giá đúng không? À, bởi vì cho dù là cái màu tím cho đến màu cam đúng không? À, đỏ cam và lục lam chạm tím mà đúng không? Có đủ không? Không, à, đỏ không, không, cái này nó không phải cái không phải cầu vồng mà cái màu của cái dữ liệu chúng ta đang có đúng không? Đây các bạn thấy cái màu này. Nó màu nào nó có cũng hình thù giống nhau cả, chẳng qua cái độ cong nó khác nhau. À, đúng không? Và giá nó trải dài từ 0 cho đến khoảng 12 ngàn đúng không? Rồi giống nhau em à. Thì nếu mà xem cái này xong thì mình xác định một cái thông tin là sao? À, các cái viên kim cương này về cái màu sắc nó không có quyết định về cái giá cả. Thì giống không? Bởi vì cái giá này cũng có màu đó ấy. Màu này cũng có cái giá mức cao đúng không? Rồi cara cũng tương đương ha, có nghĩa là đối với cái hạt kim cương trong cái dữ liệu mà người ta đang khảo sát và có được này thì cái màu sắc nó không xác định về cái giá cả, bởi vì nó trải đều giống nhau hết. Rồi bây giờ có ok rồi, cái trường hợp này cũng vậy, theo cách hiển thị phía trên đó là nó vẽ theo màu đúng không, face red à, theo màu thì dưới này người ta dùng histogram thì tương tự vậy thôi, nó cũng phân bố theo cái màu thì cũng đều, nhưng mà các bạn thấy cái màu cuối cùng G thì sao, nó ít nhất đúng không các bạn, nếu histogram số đếm số cái hạt kim cương mà được phân thì thấy cái này nó ít và nó đều thì giá tầm giá thấp hết, có nghĩa là nhìn vào đây người ta đoán à, hiểu rõ là cái số trong các số tất cả các loại hạt kim cương đó thì cái tổng số loại hạt mà có cái màu chê này á thì sao, là ít lắm, là hiếm lắm đúng không các bạn, hiểu không, thông tin này nó cho biết cái điều đó, tần suất mà số đếm được bao nhiêu á hả. Đây là trường hợp mà người ta hiển thị theo post là những cái hộp đúng không, block, những cái post mà nó chồng lên nhau ra như thế này theo độ carat, ví dụ carat mà khoảng cỡ 1 đúng không, loanh quanh dưới 1 thì các bạn thấy nó rất là nhiều đúng không các bạn, còn trên này nó bắt đầu nó mật độ tập trung và nó cách xa nhau dần. Thì đây là những cái cách mà hiển thị dữ liệu, thì các bạn slide này nó hỗ trợ cho mình tham khảo, ví dụ mình có data mình muốn hiển thị theo kiểu histogram, theo kiểu là theo kiểu phân loại miền vân vân, thì chúng ta nhìn vào đây cái kết quả này và nhìn vào đây là cái hàm đó, các bạn hiểu không, và chúng ta điền tham số và thông tin mong muốn. Thì đây là slide các bạn lưu lại như là bảo bối của mình nhé. Đây một cách hiển thị này dạng trải carat hả, thì nãy giờ là nội dung cũ thôi, nhưng mà cũ nhưng mà cảm giác ha, giống như mới không hả, bởi vì chúng ta chưa xài trong bài thực hành đúng không, và chiều hôm nay á, thì có một số bài thì bây giờ thực hành số 3 này cô nói qua luôn, thì nó các bạn đợi ở đây chúng ta sẽ lót dữ liệu tên là bài CSV vào môi trường làm việc của chúng ta, thì chúng ta lót dữ liệu theo nhiều cách như thế này, và cái bài này á, bài lên này chúng ta lấy hoàn toàn từ một cái đường dẫn online, đây cái đường dẫn của người ta. Nếu đường dẫn online CSV chúng ta thì vào đây có được.
Rồi. Rồi, library đó rất là nhiều đúng không? Chúng ta sẽ cài đặt. Rồi và chúng ta khai báo cái miếng này. Đúng không? Nó sẽ bằng. Dĩ nhiên cái bằng này cái dấu bằng chúng ta viết để chúng ta hiểu chứ. Nếu mà phía bên TR thì dấu bằng thì chúng ta sẽ dùng cái dấu gì? Nhỏ hơn, đời gạch ngang đúng không? Chứ bây giờ mà gõ dấu bằng lên là nó có lỗi gì đúng không? Hả? Sao em? Làm thử hả? Thì cái này tuần trước chúng ta rồi bây giờ lót hết xui nha, có khi mấy cô nó tải về chậm á các bạn nhớ không? Library read error nhá, thì từ từ nó hiển thị ra.